Phòng thí nghiệm Vũ Hán bác đồn đoán bệnh nhân số 0 phát tán virus corona. Viện Virus học Vũ Hán đã lên tiếng bác bỏ thông tin rằng một nhân viên của họ là bệnh nhân số 0 hay người đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới, sau đó phát tán ra nhiều nước trên thế giới. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, trong một tuyên bố phát đi ngày 16 tháng 2, Viện Virus học Vũ Hán đã bác bỏ thông tin nói rằng một trong các nhân viên của họ là bệnh nhân số 0, người đầu tiên khởi phát dịch viêm phổi cấp do virus corona, COVID-19. Gần đây có những thông tin thất thiệt về Hoàng Giang Linh, một học viên tốt nghiệp từ viện nghiên cứu của chúng tôi, nói rằng bà ấy là bệnh nhân số 0 trong dịch virus corona chủng mới. Thông cáo nói và khẳng định những tin đồn đó là sai sự thật. Theo thông cáo, bà Hoàng là học viên Viện Virus học Vũ Hán cho đến năm 2015 và sau đó bà ấy đã đi khỏi tỉnh Hồ Bắc và chưa quay trở lại từ đó. Thông cáo nhấn mạnh thêm, hiện bà Hoàng vẫn khỏe mạnh, không có bất cứ triệu chứng nào của nhiễm virus. Dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới, COVID-19 gây ra, bùng phát ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm ngoái. Dịch đã lây lan ra rất nhiều địa phương của Trung Quốc và ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến 1.775 người tử vong, hơn 71.000 người nhiễm bệnh. Đến nay, danh tính người đầu tiên nhiễm bệnh vẫn chưa được tiết lộ. Trong khi đó, giới chức và các nhà khoa học Trung Quốc nói rằng virus này dường như bắt nguồn từ rơi. Họ tin rằng virus COVID-19 bắt nguồn từ một khu chợ kinh doanh hải sản, động vật hoang dã ở Vũ Hán, nơi một số người được chuẩn đoán nhiễm COVID-19 hồi cuối năm ngoái. Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cuối tuần qua đã ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường kiểm soát tất cả các phòng thí nghiệm công nghệ sinh học trên toàn quốc giữa lúc có nhiều đồn đoán COVID-19 thoát ra từ phòng thí nghiệm.